Chào mừng các bạn đến với chương trình Laptop Sách Tay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một dòng laptop rất là đặc biệt của Lenovo. Với dòng gaming chúng ta thường hay nói đến, các bạn nào yêu thích thì sẽ nhắc đến ngay đến Lenovo i520. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo tí xíu dòng máy này. Mời các bạn. Đây là tại showroom của chúng tôi sẽ giới thiệu một ít mẫu máy khác nhau, và trong đó chúng ta sẽ chú trọng hơn về mẫu Lenovo này. Đây là hàng chính hãng, chúng ta thể thấy rằng máy được thiết kế khá là bắt mắt với cái thiết kế chớp nhọn, với màn hình lớn 15.6 inch, đúng kiểu gaming. Phía sau chúng ta thấy hai bản lề được thiết kế khá là hùng hố. Mặt sau cái thanh đồng tản nhiệt rất là khủng khiếp, đúng kiểu của gaming, rất đẹp đúng không các bạn? Thật sự thì để dành cho gaming, nhưng các bạn và đồ họa thì sẽ đây là sự lựa chọn khá là hoàn hảo. Nếu như ai sử dụng cái cạnh đồ họa cao, thiết kế dành cho các bạn kiến trúc xây dựng, chúng ta cùng xem mặt chính của máy. Điểm mà tôi hài lòng nhất đó là bàn phím có đèn nổi, rất là đẹp. Bên cạnh chúng ta thấy vì màn hình lớn nên là máy có thêm phím số, rất là tiện lợi cho các bạn làm việc cần sổ, cần có số liệu cao. Các bạn game cũng yêu thích cái bàn phím này. Điểm đặc biệt ở máy này là gì? Chúng ta có thể thấy là với màn hình Full HD. Ngoài ra thì máy được trang bị thêm cái dàn loa rất là đặc biệt, được sự hợp tác của hãng loa nổi tiếng thế giới, đó là Harman Kardon. Ngoài ra thì máy có sự kết hợp thêm giữa dòng hai ổ cứng song song, đó là ổ SSD 128GB và ổ HDD 1T. Điều này là rất là có lợi, chúng ta không cần phải setup thêm mà máy đã có sẵn song song hai ổ cứng như vậy, thì việc sử dụng SSD để chạy thì máy sẽ tốt và nhanh hơn. Còn ổ cứng lớn HDD chúng ta có thể lưu trữ cả ngàn ghi thì dư sức chúng ta phải xài cả đời không hết. Điểm đặc biệt nhất ở máy là máy này được trang bị cạc rời GeForce GTX. Chúng ta cùng tham khảo thêm tí xíu về cái loại cạc này nhé. Hiện tại máy được trang bị RAM 8GB nha các bạn. Với dòng cạc GTX này thì là dòng 1050. Tôi nói đùa tí xíu, các bạn có thể đào Bitcoin vẫn được. Bạn nào mà yêu về tốc độ này là rất là khủng, có thể hỗ trợ nhanh cho bất cứ cái yêu cầu nào. Với cấu hình Core i5 thế hệ thứ 7, đây là dòng máy mang lại sự lựa chọn khá là phù hợp với các bạn nào yêu thích game, đồ họa và có thể là đào vàng. Tôi nói vui như thế. Với giá bán hiện nay, chúng tôi đang giảm giá cho mẫu sản phẩm này. Với mức giá các bạn hãy tham khảo trực tiếp của website của chúng tôi, ở dao động từ 17 triệu đến 17.500.000. Rồi, mời các bạn tham đặt câu hỏi nào. Thưa shop, bên shop mình có hình thức trả góp không ạ? Chào bạn. Tại Laptop Sách Tay hiện nay đang có hỗ trợ trả góp được ngân hàng HD Vision. Hỗ trợ rất là tốt với cái lãi suất rất thấp, từ 3% đến 5%. Các bạn có thể đến trực tiếp tại shop để có thể mua với cái chỉ cần đơn giản là chứng minh nhân dân và bằng lái, hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Đây là một câu hỏi từ anh Hoàng ở Lâm Đồng. Yeah. Anh ở rất là xa so với shop của mình, thì shop cho hỏi là shop mình có hình thức giao hàng qua tỉnh không ạ? Dạ, chào anh. Hiện nay ở xa không còn quan trọng nữa. Anh ở xa có thể lên website chúng tôi, xem mẫu, gọi điện thoại xác nhận, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi đến nhà anh. Chỉ sau 1 đến 2 ngày khi anh nhận máy, anh có quyền mở máy, kiểm tra máy, ok, anh bán tiền cho bên giao nhận. Đó là một dạng hình thức rất là tốt hiện nay, và anh không cần phải mất tiền. Bên bán cũng có thể dễ dàng hơn để chúng ta đôi bên đều có lợi. Trước khi mua, anh xin anh hãy gọi xác nhận lại một cái để chúng tôi bên đây xác nhận hàng rằng là hàng còn ở cửa hàng hay không. Qua số hotline là 090 3344 188 hoặc là 0908 115 124.
Rồi, cảm ơn shop và giải đáp thắc mắc của độc giả. Xin chào.